chấp nhận làm tọa lập của Bob Ochoa Alien tại tạ gia Bob O cái đạn như đạ tập an tu dân phải dập ráo làm gia xung nọ rắm dập vai làm áo bộ phải dập buôn làm xịt vai mất vai làm xịt bè nhưng và tướng ngàn sinh dân sinh dập ráo ở vị phú lý cái như đạ tập an làm của thú tức xịt tọa cùng mặt xung nọ ghét trâu từ cái tầm môn cho rò. Các bạn tên tắt của đèn bên như đã apply các tên tắt say ộp vì phụ thuốc tấp an phục ọc trâu từ khi tầm môn cho rò mỗi nhi các tú lâm nhi bèn tè bóc dạch mấy vuông tên xịn tè ộp an phục ọc chạy kết vi ộp an gia xà lan an phục ọc say trong xã gia quân điện xà lan say nhi giòn phụ thuốc tấp và đau dơ văn hóa á đơm cho rò an gong chinh su ao á đơm chạy tọa phần dơ văn hóa chơ rò con ọt trâu từ kia tầm môn chơ rò kế tên học nhanh ở phi trường trâu từ kia tầm môn ở vừa bà lây bọc ọt kế tên tách con sư tia và đau si ôp xa chạy an con vô gia bọc ọt kế hến vui con ọt kế tọa khoa học kỹ thuật lập ôp xa xa hào bạch mi bạch sư võ bri của bọc ọt trâu từ kia tầm môn chơ rò bắt bò lục say ôp vì mè bò lục bay sinh sách bay bộp ọt trâu từ kia tầm môn bay bay sinh sách tên tắt kia ôp cả ai gọi sĩ bạch xa hào ơ cả tụ bay làm sĩ ôn điện trong xa kết xa hào ôp giác an bạch mì của cả tụ vơ mắt và lói ở vì phú lý hôm là tu vi lọt sạt trong xa đánh giác bạch mì vàm gọi lọt sạt sĩ làm mì bay sờ nâng cam ba bảng ngàn không trăm mít trăm ở vì phú lý hôm 4.3% như lo sạt av ở vì hẹ á hôm 0.3% như lo sạt của play bắt sẽ vọt vụ tầm môn và bảng ngàn không trăm mít rau á bé dịch buôn triệu vơ tuần ba hào rắm dịch phám triệu vơ tuần ba làm ba bảng ngàn không trăm mít sinh ở play cho ro bèm ba mất hẹ kết cả ai gọi con ọc kết xa học tú nai tú pri bạch nhi nhi bấy trâu kết giả sấy bấy nhi lo sạch kết nhi đạ tên tách gọn và lây cho ro kết tu dân cá dịch ráo tầm môn áp vệ hôm trắm nhi bày ba mớt hè bấy vi ô bạch kết ôp sân cả tụ bày tu số vi các sông mây ở trảng bom kết nhịp tầm môn ôp bày xạ mỗi nay quá dịch phần trăm nhi phục ọc trâu kết con xạ ôp trước hết là bắt đầu cái cuộc sống của bà con á thì hiện nay là so với cái trước đây là bánh đi của bố ạ áp vệ so bay á lói bố ạ gọi phần á ôp sân vi cả tụ dên báo tới bó triệu á liên nọ vô ôp rè mơ áp vệ vô cả ai người ta không làm được á tâm tâm vô tầm vo bê và tâm sơ sập rầy bạch mi gia á vệ cả tụ kết gọi tầm môn gia rom sung ôp xa xa hao bạch mi các cô hùng công mạnh bay tâm tê như cô điểu hoàng tâm tê răng đe vô nguyện thì anh đào là tú tầm môn gia sung phòng dịch covid vaccine ở vơ cả tụ phục hồ thì thanh là tầm môn và đau giác giỏi gọn ba tiết như cô huỳnh công danh ghét là nhi oai học a liền bạch lép vân vân của con vay bạch tên tắt của sinh quyền cả tụ là lâm phục ọn trạch lo sạt a liền ghét bạch mịt gia hơn phục ọt ghét hơn vui vơn tú bạch mịt gia hơn sung yêu thì trong thực hiện cái chính sách thì đối với địa phương luôn sĩ bản đi của bộ ở kế gia hương bác sĩ vợ già luôn quan tâm đến với đồng bào và sĩ làm giờ ngoài những cái chính sách nhấn bay gọi làm tổ chức các lễ hội thì địa phương tụng cái tên tắt cho phần giờ bay xa hào văn hóa a đơm của trâu
luôn là thực hiện theo để cho đồng bào luôn được giữ gìn lại cái bản sắc của đồng bào. Lâm Dơ bay xa hào bay làm a đơm của trâu từ cái tầm môn luôn cái tên tắt gọn của đảng bay nhị tạ play a về phục ở trâu từ cái tầm môn chơi ra ở vị phú lý hôm cái gọn văn hóa a đơm hàng va lập khe pe âm lịch phục ở trâu vợ lu vũ tú túp sa dân va làm cúng cái vợ lập bấy nay trộn rom cái xì lan hệ là lâm lễ mạ của vu kẻ sợ bọn làm giặc của tầm môn chơi ra cái gọn vu tầm ghé mặt phục ở chơi ra hớn vui sạch sông lâm cụ thu tấp hè ali gọi nai ôp xa lo sạt cụ thu tấp là lâm giác của trâu an gích ghé văn hóa a đơm của trâu Việt Nam mà nọ cũng là lâm nhấn bày gọi ý nghĩa tọa phần dơ bày xa hà văn hóa a đơm của trâu từ kỳ tầm môn cho ro tầm say vi cụ thu tấp của trâu. Phí là do phòng dân tộc hỗ trợ, mà đặc biệt hiện nay đứng góc độ của tôi là người uy tín và làng trưởng bản. Cùng Vinh Á Đơm cũng tiếc và đau. Bông gòn chinh, tú số ọc. Cơn học làm hẹ, bắt cụ tú tấp. Đắng gai bơ lưu tiết, bé ọc về bông. Để mà bỏ lâu dài được vừa cứ thường xuyên dù cho không tổ chức lễ xã nọ xã hè thường xuyên cho các em tập dượt để cho nó thấm nhuần có đôi lúc các đơn vị trẻ bé ở đang cụ mọc gòn chinh của trâu vườn để biểu diễn có cồng chiêng văn nghệ cồng chiêng thì chúng tôi cũng đáp ứng chúng tôi cũng tham gia để đó